Thưa quý vị, hiện nay du lịch Đà Nẵng đang tập trung khôi phục, xúc tiến các đường bay quốc tế đến thành phố để tạo thuận lợi cho khách du lịch đến với Đà Nẵng, thúc đẩy lượng khách quốc tế đến thành phố trong cuối năm và năm 2024. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, hiện có 34 đường bay đến Đà Nẵng, bao gồm 8 đường bay nội địa và 26 đường bay quốc tế. Trong số 26 đường bay quốc tế có 15 đường bay trực tiếp thường kỳ và 11 đường bay trực tiếp thuê chuyến, tần suất là 110 đến 118 chuyến bay một ngày đến Đà Nẵng. Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng đạt hơn 34.480 chuyến, bằng 93,77% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế tại Đà Nẵng tăng trưởng với hơn 1,6 triệu khách quốc tế lưu trú, đã minh chứng cho sức hút điểm đến của Đà Nẵng. Thực sự mà nói, văn hóa Việt Nam rất hay, con người ở đây thì rất thân thiện. Thậm chí khi tôi gặp khó khăn khi gọi taxi, xe buýt thì họ hỗ trợ rất nhiệt tình. Thực sự rất tuyệt vời, tôi đã tận hưởng những điều tốt đẹp đó. Tôi rất vui vì những điều này. Thời gian qua, ngành du lịch đã tổ chức đón các chuyến bay quốc tế đầu tiên dịp năm mới, làm việc với các hãng hàng không về mở đường bay đến UAE, Ấn Độ hay xúc tiến mở đường bay đến Nhật Bản và Philippines. Mới đây, Quỹ xúc tiến phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Sở Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Manila, Philippines, quảng bá đến các đối tác lữ hành du lịch Philippines về điểm đến Đà Nẵng cùng các sản phẩm du lịch, sự kiện lễ hội đặc trưng. Một trong những điểm nhấn của chương trình là giới thiệu đường bay trực tiếp Manila Đà Nẵng do Cebu Pacific Air khai thác. Đây là đường bay đầu tiên trực tiếp kết nối thủ đô Manila của Philippines và Đà Nẵng Việt Nam, sẽ được khởi động vào ngày 7 tháng 12 năm 2023 với tần suất 3 chuyến một ngày vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Chúng ta đã thu hút được cái thị trường quốc tế rất là có chiều sâu và chiều rộng. Chiều sâu với chiều rộng, chúng ta đã có hầu hết các cái đường bay so với trước dịch, kể cả đường bay của thị trường Trung Quốc. Thì trong tháng 8, chúng ta cũng đã có cái chuyến bay charter. Như vậy, gần như chúng ta đã phục hồi tính về đường bay. Vừa qua, tại hội nghị tổng kết 9 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến của ngành du lịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất là Sở Du lịch, nghiên cứu đề xuất kỹ hơn các cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó có thí điểm về hỗ trợ kinh phí khôi phục, mở mở các đường bay quốc tế mới. Bên cạnh đó, ngành du lịch cho biết trong thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục xúc tiến khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ, charter từ Trung Quốc, đường bay Đà Nẵng Doha để kết nối lại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, mở rộng đường bay đến Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Phuket, Đông Bắc Thái Lan, Gangwon, Hàn Quốc và Úc.